Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Thành ủy làm việc với Đảng ủy các xã phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023. Cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc năm 2023. Triển khai kế hoạch khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Làm giàu từ mô hình nuôi bò khép kín. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 11, đoàn công tác của Thành ủy Bảo Lộc do đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường 1 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội năm 2023. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường 1 đã tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, điều hành dự toán thu chi ngân sách, tăng cường quản lý thu thuế với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Đến cuối tháng 10, tổng thu ngân sách đạt 101% kế hoạch năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,5%, thương mại dịch vụ tăng 8,7% so với cùng kỳ. Đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân đạt kế hoạch. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, nghe các ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà phường 1 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị phường 1 cần tiếp tục quan tâm đến chính sách giảm nghèo. Mặc dù không còn hộ nghèo, nhưng phường còn 16 hộ cận nghèo. Vì vậy, cần tiếp tục triển khai các biện pháp giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Phường cũng cần tiếp tục tìm các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, như buôn bán, lấn chiếm, lòng lề đường, trật tự xây dựng, phân luồng giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh, kiểm soát việc học sinh chưa đủ 18 tuổi đi xe phân khối lớn. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường như vận động nhân dân bỏ rác sinh hoạt đúng giờ, xử lý rác quảng cáo, vai trò của tổ chức đảng trong trường học, quan trọng nắm bắt trong giám sát phản biện xã hội. Trong các ngày 7 và 8 tháng 11 tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Bảo Lộc đã tổ chức hội thi Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023. Tham dự chương trình có các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Phát biểu khai mạc hội thi, ông Phan Tuấn Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Ngày nay, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp từ thành phố thiểu số. Tinh thần doanh nhân, khát vọng khởi nghiệp bắt đầu khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp, thế hệ người dân, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên được tổ chức hàng năm, thực sự trở thành sân chơi trí tuệ, thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc năm 2023 đến từ học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Châu Á Thái Bình Dương. Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng, vòng sơ khảo vào ngày 2 tháng 11 và vòng chung kết vào ngày 3 tháng 13. Đây là những tương lai ý tưởng cơ sở Lộc Nga chúng em mang đến cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của thành phố Bảo Lộc năm 2023 với hai dự án kinh doanh. Dự án kinh doanh thứ nhất là kinh doanh một số mô hình sản phẩm trang trí lớp học từ chất liệu len sợi. Dự án kinh doanh thứ hai là một số mô hình học tập cho học sinh trung học cơ sở. Với chúng em tham gia chương cuộc thi với tinh thần ham học hỏi và giao lưu, chúng em mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm cũng như chia sẻ góp ý của ban giám khảo và quý thầy cô. Với mục tiêu, ý tưởng hôm nay, doanh nhân ngày mai, chúng em mang đến cuộc thi rất nhiều các sản phẩm tự tạo ra và mang đến một thông điệp hãy bảo vệ môi trường và chung tay tái chế cũng như đóng góp vào một phần cho hội trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Hôm nay, chúng em rất vinh dự được có mặt tại cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp
của ngành giáo dục Bảo Lộc năm 2023. Đến với cuộc thi, trường trung học cơ sở Quang Trung chúng em có 5 dự án với những kiến thức được học từ các bộ môn như là toán học, sinh học, công nghệ, v.v. Trường chúng em đã có 5 dự án như là chế phẩm phân hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê, vỏ chuối, thảo dược làm từ phiên giấy, từ vỏ chanh và mã đề, chiết xuất chitosan từ vỏ tôm và trang trí bức tranh bằng vỏ thông. Chúng em đến với cuộc thi này để có thể giao lưu, học hỏi và vui là chính, chiến thắng là 10. Đến kết thúc thì em xin kính chúc cuộc thi gặt hái được nhiều thành công và cho nên nhiều ý tưởng đề tài thật hay. Qua cuộc thi, nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao nhận thức của các em học sinh về khởi nghiệp, chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường. Cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh trong một cơ sở, kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng kinh doanh khi các em đang ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc thi với ý tưởng khởi nghiệp năm nay với mục đích góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các trường trung học cơ sở, khuyến khích học sinh trung học cơ sở có những ý tưởng nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng kiến thức thực tiễn và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai kế hoạch khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm tuyển chọn nam công dân có đủ các điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe để nhập ngũ, giao quân cho các đơn vị nhận quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan phối kết hợp, hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt mọi công tác chuẩn bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm khách quan, trung thực, không để xảy ra gian lận trong quá trình khám tuyển. Theo kế hoạch triển khai, thời gian khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Cụ thể, ngày 27 tháng 11 năm 2023 khám các đơn vị xã Đam Ri, phường 2, xã Lộc Thanh, phường Lộc Phát. Ngày 28 tháng 11 năm 2023 khám các đơn vị xã Lộc Châu, phường Lộc Tiến, phường Bờ Lao. Ngày 29 tháng 11 năm 2023 khám các đơn vị phường Lộc Sơn, phường 1, xã Lộc Nga, xã Đại Lào. Ngày 30 tháng 11 năm 2023 khám bổ sung các công dân chưa đi khám trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 11 năm 2023. Địa điểm khám tuyển tại Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc. Thành phần tham gia khám tuyển gồm cán bộ quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường và công dân có lệnh gọi khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc năm 2024 sẽ nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8662 ngày 3 tháng 11, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc năm 2024 nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8662 ngày 3 tháng 11 năm 2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp người lao động về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Thời gian qua, các cấp hội nông dân thành phố Bảo Lộc đã tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận vốn vay và sử dụng vốn hiệu quả để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo ở các địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Thời gian qua, các cấp hội nông dân thành phố Bảo Lộc đã tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo ở các địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Qua đó, các cấp hội nông dân thành phố đã thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho 2.851 hội viên nông dân vay với tổng dư nợ là 143.212 triệu đồng qua 10 chương trình cho vay ưu đãi để hội viên đầu tư phát triển sản xuất. Hội viên nông dân được vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đầu tư có hiệu quả nên đời sống từng bước ổn định. Bên cạnh đó, nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã giúp hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn quỹ này đã giải ngân hơn 4,2 tỷ đồng cho hội viên vay vốn trên địa bàn thành phố. Từ hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần thực hiện thành công các mô hình kinh tế, sản xuất, giúp cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do chính phủ ban hành, các cấp hội phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã xây dựng và tập trung thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh nhằm hướng đến tiếp sức mô hình kinh tế cho phụ nữ thực hiện. Hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ, phát huy lợi thế về tiềm năng của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khảo sát các mô hình phát triển kinh tế xã hội của hội viên phụ nữ để hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác xã để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, toàn thành phố có 24 tổ liên kết, 5 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã trên địa bàn do hội phụ nữ quản lý. Trong đó phải kể đến một số mô hình tiêu biểu như hợp tác xã Quý Anh tại phường 2, tổ hợp tác trồng dâu nuôi tầm tại Đâm Ri, Lộc Tiến, Đại Lào, tổ hợp tác trồng rau sạch tại Lộc Tiến, mô hình trồng nấm mèo tại Lộc Phát đang hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nữ. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, các mô hình tiết kiệm từ các nguồn vận động, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã trao 67 phương tiện sinh kế, gồm xe máy, máy may, xe nước mía, xe bán xôi, xe bán bánh mì, máy cắt cỏ, cây giống, con giống, phân bón, số tiền 254 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 13 máy ấm tình thương trị giá 750 triệu đồng. Khai thác 4 đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững của thành phố, hỗ trợ 6 mô hình kinh tế giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình số tiền 620 triệu đồng. Các hoạt động trên của các cấp hội phụ nữ thành phố đã tạo điều kiện giúp các hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo có địa chỉ vươn lên phát triển kinh tế. Từng bước ổn định đời sống, đã có trên 20 hội viên phụ nữ thoát nghèo hàng năm. Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp với trường Trung học cơ sở Lộc Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, luật an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục ở trẻ em cho các em học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường. Nội dung buổi tuyên truyền tập trung vào các chuyên đề nhận biết chất ma túy, tác hại của ma túy, các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy và trách nhiệm của học sinh, công dân trong phòng chống ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận diện và cảnh giác thông tin xấu độc, sai sự thật hiện nay, các quy định và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và cán bộ, giáo viên. Qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ, giáo viên và các em học sinh biết thêm các phương thức, thủ đoạn mới của loại tội phạm công nghệ cao, biết về tác hại của ma túy, chất ma túy mới và cách phòng chống, hiểu và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các hành vi gây mất an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm trong học đường. Cơ quan điều tra Công an thành phố Bảo Lộc đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh truy tìm xe tải vượt ẩu tông vào xe máy lưu thông cùng chiều khiến 3 người bị thương rồi bỏ chạy. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra lúc 14 giờ 50 phút ngày 8 tháng 11 trên quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Thanh Xá, xã Lộc Nga. Vào thời điểm trên, xe tải chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến ngã ba Thanh Xá, xã Lộc Nga thì tài xế điều khiển xe qua bên phải lấn vào làn đường dành cho xe máy để vượt một xe tải khác đang lưu thông cùng chiều phía trước. Pha lấn làn vượt ẩu của tài xế đã tông thẳng vào xe máy do ông Trần Thanh Hải, 60 tuổi, chở hai người là bà Nguyễn Thị Bích, 59 tuổi, vợ ông Hải, cùng một người cháu tên Khôi, 5 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe máy do ông Hải điều khiển xe ngã ra lề đường và đập mạnh vào một cột điện bên lề đường. Hậu quả, ba người trên xe máy bị thương, trong đó bà Bích bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trạm Madagui và trạm Di Linh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng
vào cuộc xác minh truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe tải gây tai nạn. Đến với mô hình nuôi bò khép kín từ năm 2005, trải qua nhiều khó khăn cùng với những kiến thức kinh nghiệm, học tập gần xa. Đến nay, trang trại nuôi bò khép kín của hộ nông dân Phạm Quang Chinh, ngụ tại tổ 13, phường Lộc Phát, được đánh giá là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao của thành phố Bảo Lộc. Hơn 230 con bò, 130 con sữa, hơn 100 con được ông Phạm Quang Chinh chia sẻ với chúng tôi. Các giống bò được ông nuôi hiện nay bao gồm giống bò 3D, bò Lộc Phát, bò sinh lực và bò sinh cao hết ở đây luôn. Không, ở bên vừa còn hai trại nữa. Đây là những bò tổng số đàn. Gia đình tôi nuôi là bò thịt, bò sữa. Đã có nhu cầu cần để nuôi giống thì tôi xuất bò giống. Còn nếu còn đây là một số bò đang dự bị để ăn và thêm bệnh đốt. Chủ yếu của các giống bò này là cám bắp, cám gạo, cám riên, cám hậu, cám riên. Ngoài ra ông còn tại vì cái này ngày nào có người ngày chưa trung bình mỗi con bò nhất chưa là về cái lượng thịt, cái lượng thịt đó nó cho lượng thịt rất là nhiều, tiết kiệm công sức thời gian và cũng ngoài anh vô tâm kết hợp với tinh để tạo ra một khẩu phần ăn hoàn chỉnh. Để đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt theo ông Chinh, yếu tố con giống ngay từ đầu là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc vệ sinh chuồng trại hàng ngày tạo không gian cho các con bò cũng cần được đảm bảo. Ông đã tập trung vào việc thiết kế không gian cho bò với hệ thống tiêu độc, có thể linh hoạt trong việc ứng phó với thời tiết. Giống bò thịt ông nuôi hiện nay tái tạo. Tuy nhiên, bò là vật nuôi dễ mắc phải các bệnh như vụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục. Nhưng chúng ta có thể tránh cho bò mắc các bệnh này bằng việc vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tẩy chuồng định kỳ, đảm bảo dinh dưỡng, bổ sung thêm canxi, vitamin để bò tăng cường. Trước khi đến với mô hình nuôi bò khép kín hiện nay, ông Phạm Quang Chinh đã có kinh nghiệm trong việc nuôi đàn cỏ. Về sau, nhận thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình nuôi bò sữa và bò giống khép kín mang lại, ông đã mạnh dạn đầu tư vượt qua những khó khăn ban đầu để hoàn thiện phát triển. Đồng thời, ông cũng chủ động nghiên cứu học tập về các loại khác nhau để mang đến cho đàn bò sự tốt nhất. Đầu tiên là gia đình tôi được hợp tác xã giao khoán nuôi mấy con bò ăn chia đôi. Nhưng mà về sau này chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó không có, hơn nữa là cái bò cỏ cái năng suất nó thấp. Và gia đình tôi huy động vốn, tức là tất cả các bố con nó là cộng vốn lại để mua một số bò này về nuôi. Nhưng mà tôi cảm rằng cái mô hình này là nuôi thấy thành công. Gia đình tôi mới đầu tư thêm và nuôi nên giờ nó mới trở thành một cái trang trại lớn như thế này. Chứ hồi trước chỉ có 5-10 con thôi, nhưng mà đến bây giờ gia đình tôi hơn 200 con. Thì trong đó gia đình tôi là có bò sữa, rồi có bò giống, rồi có bò thịt. Rồi chẳng hạn như những hàng xóm khách hàng ai ta cần cái nhu cầu bò nuôi giống thì chúng tôi sẽ bán bò giống. Mà còn những con bò mà chúng tôi nuôi thịt thì khi nó đủ cái tuổi thịt thì chúng tôi sẽ bán để làm thịt. Trong cái đó chúng tôi cũng được là hội nông dân của phường hỗ trợ giúp đỡ cho chúng tôi là về thuốc lở mồm long móng, rồi thuốc khử trùng chuồng trại, rồi thuốc chẳng hạn như là phát sinh viêm da nổi cục. Trải qua gần 20 năm gắn bó, mô hình nuôi bò khép kín đã mang lại cho gia đình ông Phạm Quang Chinh nguồn thu nhập cao và ổn định. Sau khi trừ đi chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng để ông có thể tái đầu tư phát triển đàn bò. Một phần nuôi sinh sản, một phần nuôi bò thịt xuất bán cho lái thương. Cùng với đó, nguồn phân bò còn được ông tận dụng để nuôi giun làm phân bón, mang lại cho gia đình ông thêm thu nhập 20 triệu đồng một tháng. Đánh giá cái mô hình này là rất là nhiều giống. Thứ nhất là có giống bò lai sim, mà là bò thịt, bò 3B là lai bò Pháp. Còn bò sữa thì là giống bò Hà Lan. Hiện nay thì đang nhập cho là công ty sữa Hà Lan rất là đạt tiêu chuẩn về giá cũng như là về hiệu quả, chất lượng sản phẩm của bò.
Thì tôi đánh giá cái trang trại này là một năm hiệu quả mang lại kinh tế trừ chi phí cũng là thu nhập của hộ lên trên 1 tỷ. Đây là một mô hình mà cần nhân rộng để cho bà con đến học hỏi và cung cấp giống cho bà con cũng như là muốn có nhu cầu để nuôi vừa lấy sữa cũng như là nuôi để lấy thịt để mang lại cái kinh tế gia đình có những cái mang lại hiệu quả ấm no hạnh phúc cho gia đình. Con từ từ. Mô hình nuôi bò khép kín của hộ nông dân Phạm Kim đã cho thấy sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy, rồi, lấy nhôm đó, để chuẩn bị cho bò rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.